Xin chào các bạn, hôm nay Mr. Lộc TV sẽ nói về điều gì? Mr. sẽ nói về chủ đề du khách đến Đà Nẵng khám phá tại phố cổ Hội An. Vâng, điều đó ai cũng mong muốn, mình đến thăm văn hoa của người Hội An và nét kiến trúc độc đáo nhất của người Hội An. Chúng tôi đã ghé thăm phố cổ Hội An, chụp những bức ảnh lưu niệm và chia sẻ các bạn cùng xem. Nào, chúng ta cùng xem bộ sưu tập câu chuyện của Mr. Lộc TV. Nào, xin mời bạn nhấn subscribe ủng hộ kênh chúng tôi. Hello friends, what will Mr. Lộc TV talk about today? Mr. will talk about the topic, tourists come to Da Nang to explore in Hoi An ancient town. Yes, everyone wants me to visit the flower of the Hoi An and the most unique architecture of Hoi An people. We visited in Hoi town to take souvenir photos and share with you guys. Let's see the story collection of Mr. Lộc TV. Come on, please click subscribe to support our channel. You will like if you set foot in Hoi An ancient town. What do you like to eat? What to take? What shopping is everything to serve you? You like to explore it, so Moon wish you a pleasant trip to Hoi An ancient town. When coming to Grass Street, you remember to bring a camera. You will take a lot of works in Hoi An ancient town. By the author Mr. Lộc TV Collectibles. Thank you and see you again. Bạn sẽ thích nếu bạn đặt chân đến phố cổ Hội An, bạn thích ăn gì, chụp gì, mua sắm gì đều có mọi thứ để phục vụ cho các bạn. Bạn thích khám phá, vậy Moon chúc bạn một chuyến đi đến phố cổ Hội An thật thú vị. Khi đến phố cổ, bạn nhớ mang theo máy chụp ảnh, bạn sẽ chụp rất nhiều tác phẩm tại phố cổ Hội An. Của tác giả Mr. Lộc TV siêu tầm, xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Das Leo, Mr. Rossi, Das Haas.